Thư Rinpoche gửi đệ tử. Tương duyên. Từ đỉnh ngọn kiếm thanh xuân thống lĩnh của bất nhị, bùng lên ngọn lửa thiêu tan mọi vọng tưởng nhị nguyên. Nguyện cầu đức văn thù bổn tôn đoàn diệt mọi hạnh phúc, khổ đau nhị nguyên đối đãi, luôn an trụ bất phân ly trong đóa sen nơi trái tim của bạn. Tôi không có những trải nghiệm hoặc phẩm chất gì đặc biệt xét về các cấp độ và các địa Bồ Tát. Tuy nhiên, từ khi còn ít tuổi, tôi đã thể hiện một khát vọng và thiên hướng mãnh liệt đặc biệt đối với giáo pháp và có một cơ duyên tuyệt diệu tiếp xúc với giáo pháp. Ngoài ra, tôi đã được thừa nhận là tuân khu, và vì vậy mà từ nhỏ tôi đã có một tước hiệu khiến mọi người chú ý và có lòng tin nơi tôi. Tôi đã có dịp kết bạn với một số người Việt sống ở trong và ngoài nước Việt Nam. Họ quý mến tôi và rất tốt với tôi. Vì thế mà tôi muốn tới Việt Nam để gặp những người bạn đó. Vừa qua, tôi đã có dịp tới Việt Nam và đi một chuyến du lịch cùng với các bạn. Tôi đã thực sự cảm động một cách sâu sắc khi thấy các bạn đã không nề hà khó khăn trở ngại, không tiếc thời gian và tiền của để đóng góp công sức cho chuyến đi thành công. Đó là một dịp để tôi làm quen với một số người mới và biết thêm về những người mình đã quen biết. Và bây giờ, nhờ thành tâm, nhờ đối thoại cởi mở mà chúng ta đã biết và hiểu nhau như những đạo hữu và như những người bạn đồng hành. Câu chuyện về chuyến hành trình tới một đất nước giống như một chuỗi những hạt vàng trong một tràng hạt, và chiêm nghiệm những trải nghiệm đó cũng giống như nhìn vào một tấm gương bằng pha lê. Mỗi chặng của cuộc hành trình đều có một thứ gì đó để ta học hỏi. Ta có thêm được những cảm nhận mới, cách nhìn mới về đạo lộ phải đi, và có thêm được lòng tin vào sự cần thiết phải có một trí tuệ rộng mở. Tôi tin rằng trong chuyến hành trình xuyên đất nước vừa qua, tất cả mọi người đều học được một điều gì đó mới mẻ và mở rộng tầm hiểu biết của mình. Không những thế, chúng ta còn có dịp nhìn sâu hơn vào tâm thức mình để xem lòng tin của mình mạnh mẽ tới đâu, tâm của mình vững vàng tới đâu và trái tim mình trong sáng tới mức nào. Có câu nói rằng, nếu ta không có đức tin vững chắc vào giáo pháp của Đức Phật thì không thể nhận được ân phước và gia trì gia hộ. Cũng giống như vậy, trong cuộc sống thường ngày, khi một người không có được một trái tim trong sáng thì không thể kiếm được những người bạn tốt để có thể tin cậy. Theo truyền thống văn hóa Tây Tạng, người đã chia sẻ với mình một chặng đường được xem là một người bạn quý. Cũng như vậy, các bạn đã trở thành những người bạn đường quan trọng của tôi. Nếu hình dung thế giới này của chúng ta như một bức tranh rất chi tiết, tuyệt đẹp và sống động, thì mức độ chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp và chất nghệ thuật của bức tranh tới đâu phụ thuộc vào khả năng và căn tánh của mỗi người. Trên thực tế, tất cả những gì ta cảm nhận là tốt hay xấu trong thế giới này thực ra là muôn vàn hình tướng quá hiện khác nhau, sinh từ mảnh đất nhân duyên của riêng mỗi cá nhân. Vì vậy, nếu bạn đưa ra một quyết định nào đó mà chỉ dựa thuần túy vào cảm nhận của cá nhân mình, vào nhân duyên của riêng cá nhân mình, thì sẽ rất khó nhận ra được bản tánh tương duyên mà tất cả mọi sinh tồn đều chia sẻ. Vì vậy, chúng ta phải nương tựa vào nhau, tôn trọng lẫn nhau, kiên nhẫn với nhau, tốt bụng với nhau, nói chuyện với nhau bằng cả con tim, cảm thấy thoải mái cùng nhau, cảm thấy yên vui bên nhau, vân vân. Điều này sẽ làm cho những gì quý giá, những gì được định hướng đúng đắn, những gì tốt đẹp và chói ngời phẩm chất trí tuệ trong cuộc đời của mỗi cá nhân bừng nở. Và bạn sẽ trân quý những cách cảm nhận cuộc đời của người khác, và bạn sẽ gieo trồng những hạt giống của hạnh phúc và thiện lành. Khi nào tôi viết, tôi cũng hay viết dài. Khi nào tôi nói, tôi cũng hay nói lâu. Vì vậy xin được dừng lời ở đây, trước khi các bạn bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Với tất cả lòng kính trọng sự tận tụy, tận tâm, tận lực của các bạn, với lời cầu nguyện cho thành tựu mọi ước nguyện của các bạn, và với lời cầu nguyện cho các bạn có được hạnh phúc trọn vẹn, phước lành, thọ mạng dài lâu và sức khỏe.
Những lời này được dâng tặng với lòng kính trọng bởi Hunkadoche, kẻ lữ hành của xứ tuyết, trong lâu đài của những dần mây cam lồ trắng ở trong tim của một đóa sen xanh trên bầu trời lơ lửng phía trên đầu mảnh đất miền Tây nước Mỹ. Ngày 16 tháng 11 năm 2009, trên một chuyến bay từ hạt Orange tới Houston, Texas, Hoa Kỳ, thư của ngài Hunkadoche Rinpoche gửi những người tham gia chuyến hành trình xuyên Việt cùng với ngài tháng 10 năm 2009. Gửi người tìm thầy học đạo, gửi Losawa và tất cả. Thầy hy vọng mỗi người đều đang tiến bộ trong cả đạo và đời. Với Phật giáo, tự do là điểm then chốt. Vậy nên, ai đó có đức tin nơi Pháp Phật hay không thì cũng ok thôi. Mỗi cá nhân đều có quyền tự do lựa chọn. Tin nơi Đức Phật hay không tin nơi Ngài cũng vậy thôi. Mỗi cá nhân có quyền lựa chọn tin hay không tin vào người này, điều này hay người khác, điều khác. Nếu người ta đã muốn theo cái này cái kia thì cứ để họ tự do lựa chọn theo ý họ thích. Thế nhưng, câu hỏi do đây mà nảy sinh ra là tại sao ai đó lựa chọn để theo một truyền thống này nọ hay một vị thầy này nọ? Liệu người đó đã thực sự có hiểu biết căn bản để có thể chân thật gắn kết với cái truyền thống đó, ông thầy đó hay chưa? Hay là họ cứ mê mê say say như thế mà chẳng có một căn cứ, một nguyên cớ nào cho thật là rõ ràng, chân xác cả? Thật ra, khi người ta đã đặt lòng ái mộ vào một ai đó, một cái gì đó rồi, có nguyên cớ hoặc không có nguyên cớ rõ ràng, chân xác, thì cũng thật khó để mà nói chuyện đúng hay sai ở đây nữa. Bởi lẽ, cái mê say gắn bó kia, nó đã được đặt ở đó mất rồi. Còn giả như ai đó vẫn chưa có chút tin tưởng gắn bó nào cả, thì lại càng khó mà nói là có thể đưa cái tâm chí thành cái gắn bó vào trong lòng họ nổi. Vì ai mà biết được liệu cái tính tâm, cái gắn bó được đưa vào đó rốt cuộc có mang lại cho người đó sự thỏa mãn sâu sắc, chân thực nào hay không? Theo thầy, người ta cần phải tự quyết định với chính lòng mình cho rõ ràng rằng họ có thực sự khát khao gắn bó hay không. Khi ai đó phán xét rằng việc này hay việc kia là thiện hay ác, thì lời phán xét đó chưa hẳn có chút giá trị nào cả. Bởi vì thiên hạ quen thói nói theo cái họ thích, chứ có mấy ai nói với sự hiểu biết chân thật. Trong trường hợp như vậy, người ta phải tự quyết định lấy việc học hỏi, khảo sát và tư duy quán chiếu. Nếu ai đó có phản hồi tốt cho việc họ làm thì câu trả lời cho họ là có, còn nếu không thì câu trả lời là không. Ngày nay chúng ta có đầy đủ phương tiện như sách vở, internet để nhận mọi thông tin cần thiết. Lời giảng của thầy tôi cung cấp cho chúng ta những gì có liên quan tới vấn đề này. Mà thật ra thì cũng rất khó cho người được hỏi để đưa ra câu trả lời cho thật rõ ràng, yes hay là no. Bởi lẽ người đó chẳng hiểu nổi rốt cuộc cái gì là mấu chốt ở đây, hoặc giả người đó chẳng biết được những ước vọng gì đó của cái đa số ấy. Nếu đây là một suy nghĩ tốt lành thì ắt hẳn cái đa số kia sẽ chẳng bỏ phiếu cho cái suy nghĩ ấy. Còn nếu như đó là những suy nghĩ của cái đa số kia thì đã có sẵn ở đó một hạt giống nghiệp sâu dày nơi đó rồi, và cái hạt giống nghiệp ấy cứ thế mà mọc lên theo cách khế hợp với nhân đã gieo. Giả như đây là một vấn đề gây tranh cãi thì mọi người lại cảm thấy cần hòa bình và cần nhiều hòa bình cơ. Còn nếu đó là một vấn đề mà tất cả mọi người đều thấy ok cả, đều một lòng một dạ cho là tốt, thì khi đó chúng ta có được hòa bình nhưng lại thiếu mất tranh luận và bàn cãi. Lời khuyên của thầy gửi tới các bạn là hãy học hỏi, khảo sát nhiều hơn, hãy tư duy, đào bới sâu hơn, hãy so sánh cách đối nhân xử thế, hãy xem xét phẩm hạnh chính yếu, hãy xem xét cách hành xử, cách nhìn nhận sự việc, hãy xem cả lời nói lẫn việc làm. Đừng dừng nơi lời nói, hãy nhìn sâu vào đức hạnh,
đừng dừng nơi cửa miệng, hãy nhìn sâu vào con tim. Đừng nghe cái uyên áo êm tai, hãy nhìn sâu vào toan tính ẩn giấu trong tâm. Đừng bị hấp dẫn, dối lừa bởi cái quyền bí thâm mật, hãy nhìn vào đạo hạnh hiển nhiên dung dị. Thầy hy vọng thư này sẽ đem lại cho các bạn một vài ý tưởng và định hướng cho đường tu. Cầu chúc cho các bạn sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Hãy hiểu biết và cảm thông, hãy vững bước trên con đường tu. Xin cảm ơn từ tâm của tất cả, những trái tim ấm áp, những tấm lòng tận tụy thương yêu. Hùng ca Doge. Gửi Losawa. Xin lỗi vì thầy trả lời thư hơi trễ, vì công việc đã lên kế hoạch. Những gì viết trong thư đều là chuyện có thật mà người tu cần biết khi tìm thầy. Hiden nghĩa là người mới vào đường tu, đừng quá tin rằng có những phẩm chất quá ư đặc biệt trong vị thầy mà người thường không dễ gì thấy được. Thật ra, đạo hạnh, cách đối nhân xử thế mới là cái thực sự quan trọng. Nếu có ai đó tỏ ra rằng họ có những phẩm chất rất đặc biệt này nọ trong tim, trong tâm hay nói như vậy, thì cũng chưa chắc đó là sự thật. Nhưng nếu cách hành xử tốt, hợp giáo pháp, thì hiển nhiên đó là người tốt thật. Ngày nay có nhiều người, đặc biệt là các vị Lạt Ma Tây Tạng, không thật là những người được giáo dục tốt mà chỉ có vẻ như vậy thôi. Bởi do phần lớn người học đạo không biết pháp chân thực là gì, không biết pháp đòi hỏi ở một vị thầy những phẩm chất gì. Cho nên, người có cái miệng khéo léo êm tai thường hấp dẫn nhiều đệ tử, còn kẻ trung thực khiêm nhường lại khó được ai biết đến. Vì vậy, mới bước chân vào thềm đạo, bạn đừng kiếm ai giỏi, nói nhiều pháp hay, mà hãy tìm người tu từ hòa, đạo hạnh tốt. Đừng kiếm kẻ tâm thường để nơi tiền bạc thế gian, hãy tìm ai thật lòng muốn làm người tu đạo. Có một lỗi trong bức thư, chữ Khambet phải thay bằng Khambe. So sánh người này với người khác là một cách tốt để hiểu người, để xem đạo hạnh, cách hành xử của người đó có thật tốt hay không. Cảm ơn tấm lòng của con. Hung ca.